Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với Emin cùng điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Edinson Cavani bất ngờ ký hợp đồng 2 năm với MU. Man United gấp rút chốt hợp đồng đón tân binh thứ 3. Không phải Sancho, đó mới là tiền đạo MU nên mua. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng ta cùng đi vào thông tin chi tiết. Edinson Cavani bất ngờ ký hợp đồng 2 năm với MU. Truyền thông Anh loan tin, MU đã hoàn tất một thương vụ đáng chú ý trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại. Rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, tờ Daily Mail cho hay MU đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Edinson Cavani theo dạng chuyển nhượng tự do. Ngôi sao 33 tuổi người Uruguay sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội chủ sân Old Trafford cùng mức lương 210.000 bảng mỗi tuần sau thuế. Tờ báo Anh cũng hé lộ việc đàm phán đã diễn ra và kết thúc chóng vánh trong ngày thứ Bảy, ngày 3 tháng 10. Cavani sẽ có buổi kiểm tra y tế trong ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 và sẽ ra mắt đội bóng mới trong ngày thứ Hai. Dù đã luống tuổi và đang thất nghiệp, nhưng Cavani sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho MU trong bối cảnh hàng công Quỷ Đỏ đang gặp không ít vấn đề. Trước đó, MU đã dành gần như cả mùa hè để theo đuổi mục tiêu Jadon Sancho của Dortmund nhưng không đạt được kết quả do mức phí đòi hỏi quá cao từ phía đội bóng Đức. Trong cả mùa hè, MU mới chỉ có một sự bổ sung đáng chú ý là tiền vệ Donny van de Beek từ Ajax. Những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, đội chủ sân Old Trafford liên tục đẩy đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch như Diogo Dalot đến AC Milan hay Andres Pereira đến Lazio. Trong những ngày tới, khả năng cao những Phil Jones, Chris Smalling hay Jesse Lingard có thể sẽ có biến độ mới. Một điều rất đáng chú ý là sau vòng đấu này, các giải vô địch quốc gia sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Bởi vậy, khi các trận đấu cho cấp câu lạc bộ trở lại, Cavani hoàn toàn có thể ra mắt MU ở trận gặp PSG, đối thủ mà Quỷ Đỏ sẽ chạm trán ở lượt vòng bảng Champions League đầu tiên. Nên biết, Cavani là tay sân bàn số 1 trong lịch sử đội bóng thành Paris với 200 pha lập công trong 301 lần ra sân kể từ mùa hè năm 2013, thời điểm anh gia nhập câu lạc bộ. Trong quãng thời gian chơi cho PSG, Cavani từng phải sống dưới cái bóng của hai siêu sao Zlatan Ibrahimovic và Neymar. Nhiều lần tiền đạo người Uruguay công khai mâu thuẫn với đàn em người Brazil. Vấn đề duy nhất với thương vụ này chính là việc MU được coi là bến đỗ không mấy an lành cho các cầu thủ tấn công đến từ Nam Mỹ. Điển hình là các thương vụ Radamel Falcao, Alexis Sanchez hay Angel Di Maria. Tất cả những cầu thủ này đều đến MU trong tâm thế những ngôi sao hàng đầu nhưng mau chóng lụi tàn với nhiều lý do khách quan. Man United gấp rút chốt hợp đồng đón tân binh thứ 3. Quỷ Đỏ đang hoạt động rất tích cực trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong bối cảnh phiên chợ hè chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa sẽ đóng cửa, Manchester United dự định sẽ tạm gác lại mối quan tâm dành cho các mục tiêu hàng đầu và chuyển hướng sang các phương án ngắn hạn để chờ đợi những kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Vào tối qua, truyền thông xứ sương mù rộ lên tin đồn rằng đội chủ sân Old Trafford đang nỗ lực đàm phán với tiền đạo Edinson Cavani, ngôi sao vừa hết hợp đồng với Paris Saint-Germain hồi cuối mùa giải năm ngoái. Được biết, quá trình thương thảo diễn ra khá suôn sẻ, vì vậy rất có thể trong ngày hôm nay, Quỷ Đỏ sẽ công bố tân binh thứ hai trong kỳ chuyển nhượng hè. Nhưng chưa dừng lại ở đó, mới đây theo nguồn tin từ nhà báo Sebas Corvalen, Man United tiếp tục đặt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao khác mang tên Facundo Pellegrini. Dù mới chỉ 18 tuổi, tuy nhiên cầu thủ đang thuộc biên chế Peñarol lại sớm bộc lộ tố chất của một tiền đạo chạy cánh hàng đầu. Chính vì vậy, Quỷ Đỏ đã nhanh chóng tiến hành đàm phán và đạt thỏa thuận chiêu mộ anh. Được biết, Quỷ Đỏ chi ra mức phí khoảng 10 triệu euro để thuyết phục Peñarol nhả người. Ngôi sao mang quốc tịch Uruguay sẽ khoác áo đội chủ sân Old Trafford trong một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, anh sẽ chuyển đến đây vào thứ Hai. Không phải Sancho, đó mới là tiền đạo MU nên mua. Huyền thoại Quỷ Đỏ khuyên đội bóng cũ tránh mua nhầm mẫu cầu thủ. Manchester United đã theo đuổi Jadon Sancho của Borussia Dortmund một thời gian dài. Tuy nhiên, thương vụ vẫn chưa thể đi đến thỏa thuận cuối cùng, gần như chắc chắn Quỷ Đỏ không thể có ngôi sao trẻ trong mùa hè này. Wayne Rooney dù đánh giá rất cao Sancho, nhưng anh cho rằng đội bóng áo đỏ nên đầu tư tiền cho một trung phong cắm thay vì mua cầu thủ chạy cánh, vị trí mà MU đang sở hữu nhiều cái tên chất lượng. Jadon Sancho là cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi thấy lạ khi cậu ấy là mục tiêu hàng đầu của Manchester United. Sao lại chi gần 100 triệu bảng Anh cho một cầu thủ chơi cùng vị trí với rất nhiều tài năng mà họ đã có? Man United có Marc Rashford và Anthony Martial. Nếu Sancho đến, thì Mason Greenwood sẽ ra sau, người chơi ở cùng vị trí, cùng độ tuổi. Nếu là tôi sẽ dành 100 triệu bảng để cố gắng mua Harry Kane. Đúng vậy, mang Kane rời Tottenham là rất khó khăn, có thể nói là bất khả thi. Nhưng Man United luôn cố gắng mua được những cầu thủ xuất sắc nhất và Kane chính xác là cái tên Ole Gunnar Solskjaer cần. Cũng giống như Erling Haaland, người mà Man United bỏ lỡ năm trước, một số 9 thiên tài. Kane hoặc Haaland hoặc ai đó như Robert Lewandowski sẽ giúp Rashford và Martial được tự do xâm nhập những khu vực khác, bớt đi gánh nặng ghi bàn.
Solskjaer lý giải việc MU dè dặt trong chuyển nhượng. Ole Gunnar Solskjaer hiểu những lời kêu gọi của người hâm mộ về việc đầu tư hơn nữa vào đội hình Manchester United. Nhưng thuyền trưởng người Na Uy đã chỉ ra những sai lầm trong quá khứ của câu lạc bộ trong mua sắm là lý do cho việc họ thận trọng. Man United đã chi những khoản tiền khổng lồ cho những ngôi sao tên tuổi trong vài năm qua với mong muốn tái hiện những ngày tháng vinh quang dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson. Nhưng những cái tên như Alexis Sanchez, Angel Di Maria, Romelu Lukaku và những cầu thủ được đãi ngộ lớn khác đã không đáp ứng được yêu cầu. Rất nhiều thương vụ của MU đã trở nên thiếu hiệu quả và lỗ nặng. So với thời điểm hiện tại, quy đỏ dè dặt hơn hẳn. Hè năm nay, họ mới có duy nhất một tân binh là Donny van de Beek, dù Edinson Cavani chuẩn bị gia nhập dưới dạng chuyển nhượng tự do. Solskjaer thừa nhận rằng những ai sai sót trong việc chuyển nhượng của các tiền nhiệm như David Moyes, Luis Van Gaal và Jose Mourinho đồng nghĩa với việc ông không được cấp nhiều tiền để chi. Huấn luyện viên người Na Uy nói với các phóng viên: "Tôi không muốn nói về những cái tên đã không có được thành công ở Man United khi chuyển sang vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng lúc này, chúng tôi phải rất kỹ lưỡng và rất chắc chắn khi chi ra số tiền lớn để mua sắm cầu thủ. Đó phải là những con người đúng đắn cho tương lai, cho hiện tại và phù hợp với tập thể ở đây. Nó phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ tay vào một cầu thủ và nói, đó là người có chất lượng. Khi bạn ký hợp đồng với các cầu thủ, bạn sẽ tiến hành một quá trình kỹ lưỡng để đảm bảo những người bạn đưa về phù hợp với câu lạc bộ. Thật dễ dàng để chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mọi câu lạc bộ đều biết về họ. Điều quan trọng trong quá trình tuyển quân là đảm bảo bạn đầu tư tốt. Tôi nghĩ những người có trách nhiệm đang làm tốt công việc của mình. Chúng tôi đã vượt mất một vài cầu thủ giỏi, những người đã chơi tốt ở các câu lạc bộ khác. Nhưng chúng tôi cảm thấy rằng mình muốn đi theo một hướng khác. Khi đến đây, quan điểm của tôi phải là cho các cầu thủ trẻ một cơ hội, xem liệu có tìm ra điều gì đó trong nội lực của mình hay không, và điều đó tới nay vẫn phát huy hiệu quả." Vượt Van de Beek, Mata hay nhất MU tháng 9. Mới đây, Juan Mata vừa được người hâm mộ bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất MU tháng 9 với 53% phiếu bầu, vượt qua Donny van de Beek 28% và Marcus Rashford 19%. Trong tháng 9, Mata đá chính 2 trận ở League Cup nhưng đóng góp tới 2 bàn, 1 kiến tạo và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. Đáng nói hơn, tiền vệ người Tây Ban Nha lần lượt cán mốc 200 trận đá chính với 50 bàn thắng cho MU. Lộ động thái nóng hổi từ Sancho, bom tấn sẵn sàng nổ ở Old Trafford. Tương lai của Jadon Sancho đang trở nên cực kỳ khó đoán khi thị trường chuyển nhượng mùa hè khép lại. Càng về cuối thời điểm của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay tại Premier League, thương vụ Jadon Sancho càng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Man United chưa thôi quyết tâm chiêu mộ Sancho và đang chờ đợi để thực hiện một cú áp phe lớn. Được biết, Dortmund vẫn giữ nguyên quan điểm không bán Sancho nếu lời đề nghị thấp hơn 120 triệu euro. Đội chủ sân Old Trafford đang nỗ lực đàm phán để hạ mức giá này xuống. Nhưng khi mà thời gian không còn nhiều, có lẽ Man United buộc phải nhượng bộ. Và động thái mới nhất từ phía Dortmund càng gieo thêm hy vọng về một bản hợp đồng bom tấn đắt giá nhất mùa hè năm nay sắp nổ ra vào phút chót. Cụ thể, một lần nữa Sancho không có mặt trong đội hình Dortmund đối đầu với Freiburg tại Bundesliga vào tối qua, ngày 3 tháng 10. Dortmund xác nhận, Sancho bị nhiễm trùng với đường hô hấp. Trước đó, Sancho cũng bất ngờ báo ốm không tham dự trận tranh siêu cúp nước Đức gặp Bayern Munich. Dù vậy, báo chí châu Âu tin rằng, không loại trừ khả năng Sancho bận giải quyết các thủ tục gia nhập Man United. Nên nhớ rằng Harry Maguire cũng từng có động thái tương tự trước khi chuyển tới Man United vào mùa hè năm ngoái. Man United từng rất kiên định với mục tiêu Harry Maguire dù thương vụ hoàn tất khá muộn và họ đang lặp lại điều đó với Sancho. Bayern ra giá 70 triệu, Chelsea định đoạt tương lai báu vật 19 tuổi. Đội chủ sân Southwark đã có những kế hoạch rõ ràng dành cho cầu thủ chất lượng của mình. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2020, Chelsea đã hoạt động rầm rộ và mang về tới 7 cái tên sáng giá. Đáng chú ý, Kai Havertz và Hakim Ziyech là những nhân tố nhận được nhiều kỳ vọng trên hàng công. Điều đó khiến không ít cổ động viên lo lắng cho các sao trẻ của câu lạc bộ tại London. Điển hình có thể kể đến Callum Hudson-Odoi, cầu thủ được chỉnh làng từ khi huấn luyện viên Maurizio Sarri còn tại vị. Tận dụng thời cơ, Bayern Munich lập tức ra tay để trèo kéo tiền vệ người Anh. Thậm chí, gã khổng lồ xứ Bavaria còn ra mức giá 70 triệu bảng cho ngôi sao sinh năm 2000. Đó là động thái khá bất ngờ của đại diện Bundesliga vào thời điểm này. Đội chủ sân Allianz Arena vẫn còn Stegerbury và Leroy Sané. Đây đều là những người chơi ấn tượng trong khoảng thời gian qua, đồng thời có thể thay thế xứng đáng cho Frank Ribery cũng như Arjen Robben. Mặc dù vậy, trong diễn biến mới nhất, Bayern Munich đã nhận tin buồn từ The Blues. Nguồn tin từ Goal cho biết, Chelsea vừa từ chối đề nghị của đối tác dành cho Callum Hudson-Odoi. Bởi lẽ, chàng trai 19 tuổi vẫn còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Frank Lampard. Cầu thủ sinh năm 2000 là phương án lý tưởng cho các đấu trường như FA Cup, Carabao Cup hay thậm chí là Premier League. Với việc phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, nhiều câu lạc bộ tại London cần vào lúc này là chiều sâu đội hình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.
Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!